trà sữa nè mọi người. Wow. Các bạn thấy trà sữa không? Đây bây giờ tìm ra anh Thốt đâu rồi. Chứ lại anh ở đây bây giờ trời của mình bây giờ nó mới mưa xong á, cho nên nó nóng lắm nha các bạn, nó giống như nó humid á nè. Một mình Long uống 4 ly trà sữa luôn nè, 2 ly trà Thái, 1 ly trà Trân Châu, 1 tấn luôn đó. Đây ly bia, ly bia right here. Try Ben Roots milk tea. Oh, which one is I hope long paid. Yeah, long paid. Okay, I will hope. This is Thai tea. Thai milk tea, that's Okinawa. Mm-hmm. This one? Thai green tea. Thai green tea. That, yeah, this one. Thai green tea with coffee. With coffee. Okay. This is rock. Yeah, okay. Bây giờ mình đang uống trà sữa, mình sắp sửa uống nha các bạn. Đang phân chia. Đây là chú chị là cái này là của mình là Thai milk tea nè mọi người. Okinawa. Tại vì có ly bia cho nên không có ngồi bên trong uống được, phải ra bên ngoài uống này. Cái này sẵn cho uống. How you like it? Oh, that's good. With a coffee gel, it makes sure you stay away. But with my coffee, I think you can stay away for a little while. Like this. You can talk to you thôi. Hôm nay mọi người chăm vào nhá. Oh yeah, that's really good. Yeah. Oh yeah. The Tea Terry. That's very good. Oh. Mời cả nhà nha, mời cả nhà uống trà nha. Uống trà sữa em. Good. Okay now. Lâu lắm rồi mới uống là trà sữa nè mọi người. Ngon lắm luôn ấy. Vậy là hồi nãy là Long không xét nó lên. Cơm yêu ở trời. Is this just here or is this a chain? They have in Houston. They have in Houston. That's the people from Houston. That's good. They come here, they open. That's very good. Mấy các bạn rồi nào mà lắm rồi dạ thì... các bạn nào mà đi ngang Louisiana nhớ ghé Baton Rouge mình dẫn đi uống trà sữa nha. I hope the music don't mess up your stomach. You okay? Should be okay. Mm-hmm. Nothing for you, little one. But... I know you like the milk tea. Yeah, you do too. Yeah, good. Mm-hmm. Ngọt hả? Rất ngọt lắm. Mm-hmm. Ngọt quá hả? Tại milk ở trời nó lâu hồi nãy không chứng. Ngon quá mọi người, chắc là 5 năm rồi mới uống ấy, thì kia là bao lâu rồi? 5 năm rồi. Cũng lâu rồi. Lâu rồi mới uống, nhưng mà từ lúc cái tiệm này nó mở là uống mỗi cái tuần luôn. Every week for me. Yeah. Every week? Uh-oh. Yeah, every week I try to stop because you know, this kind of... It's probably expensive, yeah? $4 Mình với lại anh Rob dừng lại ở đây xong rồi sau đó uống xong cái này sẽ lên đường đi tiếp mọi người. Tại vì dừng lại gặp chị Kim Phạm với lại anh Michael Tell này đấy. Mọi người nhớ ghé qua kênh để ủng hộ cho hai người nhé. I don't know. I can't do anything about that. What's she want? No, she has a... Something stuck between her feet, but she won't let me get it, so she doesn't get it on her own. I'll have to get it later. She will want this, so she can feel her one eye, you see. Mm. But other than that, she's so she cannot hear at all? Uh-huh. Oh. Not at all. Although she acts like she can hear. We talk to her, and we talk to her all the time anyway. Everybody pretty. Does. Yeah, she's a good girl. Mm-hmm. She's been great in the car. Yeah, good. You go crazy, you want artist? I give her a song. But I tried to get and I'm afraid she'll bite me. Rob, can you tell me something about artist? Yeah, how you feel, how you like it? That's good. What does it taste like? Tastes like green tea. What you have inside? I don't know, ice and coffee, something. Coffee else. Jelly. Coffee, yeah. Coffee jelly, which I've never had before. Go and drop like ball. Coffee jelly while green tea. Mm-hmm. Yeah, it's good. Oh. Của mình á, mine is tapioca ball. Cái này là có tapioca và tapioca ball. Green tea. Còn của anh là green tea. Cái này green tea with aloe vera, có mấy cái nha đam á các bạn, nha đam ở trong á. Michael Tèo uống gần hết rồi. Every time, yeah. Michael Tèo uống nhanh lắm. Uống nhanh lắm. I've never even heard of coffee jelly. Mm-hmm. It's good. Mm-hmm. They have rainbow jelly too. No. It's like all different flavor. Đeo mấy cái đó được.
lỡ mà có đi lạc á, là người ta tìm được. Với lại khi mà mình đi tìm tìm thuốc vaccine là có cái đó một lần để gửi người ta mới nhận. My parents have a chihuahua. Mm-hmm. Yeah, but nobody can touch her. I mean he. Yeah. His name is Ruby. That's He really mean. He's small, but every time he inside the gate, he seems Sometimes small dogs can be mean. Yeah, he think he all that. We're lucky she's not mean. Mm-hmm. She loves everybody. She wants to be everybody's best friend. Yes, I know you have that. I can't get it for you. You won't let me. Just something stuck in her. It looks like a little seed or something. Yeah. Got stuck on her fur. So she goes to places where she's not supposed to go. And then you get stuck on your feet. That's what happens. Đây là khung cảnh của Louisiana này, mọi người nhìn đẹp lắm luôn á, phía sau này. Đấy. Đằng sau là Whole Food á. Đằng sau là cái siêu thị Whole Food, là cái siêu thị của Amazon hay sao đó. Mình gọi là chợ nhà giàu á các bạn. À, chợ nhà giàu. Tại vì thường là người Mỹ với là những người giàu có họ phải đi vào trong đó, đúng rồi. Thì ở bên này này nó rất là nắng này, rồi không khí rất trong là nhìn rất là đẹp luôn. Nó khác xa bên Florida lắm luôn á. Ở bên Florida toàn là cây cối không à, ở bên này nhìn thích hơn nhiều. He looks better than Florida. He likes here better than Florida. He likes everywhere better than Florida. Yeah. Wong does not like Florida too much. No. I don't know why, but California is much better than here too. Way prettier and everything. Yeah, California looks nice. We'll see. Yeah, expensive one day, but nice. It's expensive, yeah. That's okay. One day I wish I can visit. Yeah, of course you should both visit. Yeah. Then we can drive to Las Vegas. I think it's 3 hours away, right? It's not far yet. Ah, 3 hours. A lot of people drive from California. Lần trước em với lại anh Rob có cái honeymoon trip đi gầu Las Vegas á. Nhưng mà xong cái chuyển qua Florida cái không đi được, cái hỏi mất. Yep, I'll never forget. He's not gonna let me forget that. Someday you get Las Vegas. Yeah. Oh, it's pretty. He's not gonna let me forget that. Cái vé máy bay hết rồi, xong mình không đi, cái người ta trả lại mình nhưng mà không có trả tiền, trả cái credit. Oh, voucher. Yeah, voucher. Yeah, voucher. Yeah, voucher. So now you can drive there. Y'all can drive there. Yeah, I don't think it's that far. It's pretty. It's very cool. It's a lot of walking though. Oh, I don't mind that. It's a lot of walking. I miss walking actually. Yeah. It's too bad in Los Angeles. I don't think you can do a lot of walking. Mm-hmm. You have to drive. New York City, I walk all the time. That's when I was skinny. Not now. Oh my gosh. You look fine. Yeah, I hear all the time they say. Yeah, because you feed me too much. Vietnamese food is good. I know, he makes so much. I'm like, who else is coming to dinner? This is enough food for like 4 or 6 people. Uh-huh. But that's what you eat all. Yeah, you make me eat all. I don't want to eat all. Okay, they gotta get going. Yeah, you should tell them about plans. We have gifts. Yeah, we will give you 2 orchids. No, lòng nó làm cho orchid. Nó đem nó có cái hồ đấy. Để rồi, sợ chỗ anh không? Nó cũng gãy mất hay là... No, I'll take one for memory. Yes, you can take it. I'll take one. Oh, mình sẽ tặng cho chị Kim Phạm và anh Michael Tèo 2 cây hoa lan của mình. Oh, we got hot. Thiếu mình hết. Oh, yeah. See? Not even summer yet. Mình sẽ mở cho mọi người xem lại. Mở cho mọi người. Chị xem lại bên trong là chất đầy hết luôn á. Mở cho mọi người xem ở bên trong là chất đầy hết luôn. Đầy xe hết luôn. Không, không cầm đi luôn á. Đừng bê Kim. Tại vì lấy cái đó đi á, xong là sẽ... Sẽ bỏ đồ lên nó. Với lại sợ đem qua nó, sợ nó không còn nguyên vị nữa. Thì lấy 2 cây có hoa đi. Mấy cái cây mà không có hoa là để lại có 2 cây có hoa thôi. Gặp Long và anh Rob mà còn được tặng quà nữa nha cả nhà. Được tặng hoa lan nè. Bây giờ buồn quá, chia tay buồn quá nè. Cái cây này là trồng ở trong nhà, còn cái cây này thì chị trồng sau. Nè, 2 chậu hoa lan nè các bạn. Đấy, tặng cho Long nhiều. Rồi, give away. Thank you. Mấy cái lá này nó bị dập hôm qua này rồi. Đây là cái ly trà sữa của em. Thơ của em á. Của em màu vàng mà. Ôi, cái sao lúc mềm hồi nãy mình cầm nó cứng mà là do hồi nãy mình cầm cái tay nó lạnh á. Yeah. Okay, everyone say bye. I'll make my car in line.
Oh yeah, put her in there. Come on, little one. Let's go. You don't want to go back in? I know. Hey, see, it's a see. She is. You want to stay in Baton Rouge? Where'd you go back in? Okay, you can have her. See, I don't want to go in. Yeah, see, so comfortable out here. Không muốn để vào xe đúng mọi người. Đây là trà, đấy trà sữa và hoa lan. Cái cây này có em bé đấy. Oh yeah. Oh yeah. Cây này có em bé. Hopefully năm nay kêu cũng có em bé right. Yeah. Yeah. Okay. Okay. So, no, Nice to see you. Kia là hai người kìa đấy, mới chào tạm biệt hai người rồi mọi người. Đây là quà của chị Kim Tạm gửi này, tí nữa mình sẽ mở ra cho mọi người xem. Đây là hai người lái xe đi đó mọi người. Đây là kia. Bye bye. Gặp hai người rất là vui luôn đó mọi người. Anh, hai người còn quay lại kìa. Bye. Hai người rất là vui luôn mọi người, hai người rất là vui tính luôn, mình nhân rót rất là vui nè. Hai người dẫn mình nhân rót đi ăn sáng, sau đó rồi dẫn đi uống trà sữa nữa, rất là tuyệt vời. Husband, do you like how you think about Kim and Andrew? Very nice. Yeah, very nice. Anh Rob, anh đang tập trung để lái xe đó mọi người. Yeah, so you like your tea and you like to meet Vietnamese, right? Oh yeah. Oh no, they were very nice. Oh yeah. Very friendly. They pay for breakfast, which was not we should have paid, but that was my husband's fault. He was supposed to pay. Yeah. Tại vì hai anh Rob bảo hai anh chị rất là vui tính này rồi. Hai anh chị là mời mình nhân Rob em sáng á. Hai người nhanh quá, xong cái hai người dành mời mình nhân Rob, tại vì hai người bảo là lần đầu tiên gặp với lại mình nhân Rob dừng ở đây này. Sau đó thì hai người dành trả thì mình với anh Rob cũng không biết làm sao luôn đấy. Xong rất là vui, xong hai người giới thiệu cái chỗ trà sữa rồi đi uống trà sữa. Mọi người á, xem kênh của Long thì ghé qua ủng hộ cho anh Michael Tèo và chị Kim Phạm nhé, tại vì hai anh chị rất là vui nè, có làm những cũng làm những cái video ăn uống á ở bên này á mọi người. Đi làm về thì không ở nhà rồi có những thời gian mà không biết làm gì đó, thì mấy hai anh chị làm YouTube để thư giãn này rồi để gặp gỡ mọi người để trò chuyện rất là vui. Khi mà mình làm như vậy á mà mình gặp được những cái người mà cũng làm YouTube như mình rất là vui luôn á. Ở khắp xung quanh ai làm YouTube rồi cái mình đi tới chỗ đó xong cái mình gặp và mình làm quen, mình cảm thấy rất là thân thiết luôn. Đấy. Bây giờ mình với anh Rob lại tiếp tục hành trình đi Florida, đi California nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình sẽ để link của kênh YouTube của anh Michael Tèo và chị Kim Phạm bên dưới nhé mọi người, nhớ ghé ủng hộ nha. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều.